Xin chào các bác, em là Hà đến từ Đồng Nông Sơn. Ở các video lần trước thì em có giới thiệu cho các bác về rất nhiều các bộ ngũ sự của bên em với nhiều màu sắc khác nhau. Thì ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác hai cái mẫu mà đang bán rất là chạy của bên em nhất các bác nhé. Về đầu tiên là đây là hai chiếc đỉnh chất liệu được làm từ đồng vàng. Màu bên này sẽ là màu vàng mộc các bác nhé. Và bên đây là màu hun nâu dạ cổ đây ạ. Màu vàng mộc này thì đang được rất nhiều các bác quan tâm bởi vì đây là cái màu nguyên bản của đồng khi làm xong và bên em chỉ hun bóng lên thôi các bác nhé. Đây là màu nguyên bản của đồng đó, và mặt thì sẽ là mặt song long trầu nguyệt. Đây là bên trên sẽ là nắp nghê, em giới thiệu từ bên trên xuống cho các bác được xem. Đây là nắp nghê này, đây là nghê vườn cầu, nghê lúc nào cũng được đặt ở trên nắp đỉnh và có tác dụng là chấn hưng để mang lại những cái vượng khí tốt cho gia chủ. Và em quay cho các bác xem ở bên trong này ạ. Rồi phía dưới sẽ là ba chữ phúc lộc thọ các bác nhé. Ba chữ phúc lộc thọ sẽ được cài nổi ở đây, và hai bên của đỉnh là tai mây sẽ được đúc liền khối luôn cùng với đỉnh. Ba chân lân ở phía dưới cũng được đúc liền khối luôn vào với đỉnh các bác nhé. Đây là cái điểm đặc biệt của nhà em. Tiếp theo đó là mặt song long trầu nguyệt là rồng. Rồng thì sẽ được đúc liền khối luôn cùng với đỉnh đó. Rất nhiều các bác thích cái điểm này bởi vì là rồng được đúc liền khối, và những cái đường nét thì sẽ là sắc sảo tinh tế hơn rất là nhiều. Bởi vì vậy nên là bộ màu vàng mộc nhà em đang rất là cháy hàng, đang được rất nhiều các bác quan tâm cái bộ màu vàng mộc này, và có rất là nhiều các kích thước khác nhau nữa các bác nhé. Và tiếp theo ở bên đây là màu hun nâu giả cổ. Đây là sẽ có hai màu, là màu một là màu đồng, đây là màu của đồng, đồng vàng, và màu là màu bên cạnh thì bên màu chủ đạo của bộ này sẽ là màu hun nâu giả cổ. Bộ này thì nhà em mới cho ra mắt thôi các bác ạ. Các bác nhìn cái thân của đỉnh này sẽ rất là thon, phần này thì sẽ rất là thon gọn, và đây là nắp nghê. Nắp nghê sẽ rất là cao ráo này, trông rất là oai phong này. Và em quay cho các bác nhìn ở bên trong đây, bên trong của đỉnh đây ạ. Tiếp theo là hai bên của đỉnh là tai mây. Tai mây được đúc liền khối cùng với đỉnh luôn các bác nhé. Đây về các họa tiết của tai mây cũng được chạm khắc rất là tinh tế, cùng với ba chân lân. Ba chân lân cũng được đúc liền luôn vào với đỉnh, đúc liền khối luôn đấy ạ. Và đây là mặt song long trầu nguyệt. Mặt song long trầu nguyệt đây các bác nhé. Các đường nét sẽ của rồng sẽ rất là mềm mại, uyển chuyển, cùng với chữ phúc lộc thọ. Các bác nghĩ sao cái bộ này là đặc biệt không ạ? Bởi vì đằng trước là ba chữ phúc lộc thọ, và nhà em vừa cho ra mắt đằng sau cũng có ba chữ phúc lộc thọ để cho các bác nhìn đây. Đây là ba chữ phúc lộc thọ các bác nhé, được chạm khắc luôn ở đằng sau. Rất nhiều các mẫu là sẽ không có bên đằng sau đâu ạ, nhưng mà hôm nay nhà em cho ra mắt là sẽ có ba chữ phúc lộc thọ ở đằng sau đây cùng với mặt phượng nữa các bác nhé. Đó, đây là cái điểm đặc biệt của cái bộ hun nâu dạ cổ này. Và nhà em thì rất là nhiều các cái bộ khác nhau để cho các bác lựa chọn các kích thước khác nhau để dâng lên bàn gia tiên nhà mình để phù hợp với từng không gian thờ. Thì bác nào quan tâm muốn sở hữu một trong hai bộ này để dâng lên gia tiên phù hợp trang trí vào ngày cũng sắp Tết rồi, thì các bác nên sắm trước cho mình, cho gia đình, cho gia chủ gia tiên nhà mình một bộ ngũ sự để dâng lên ban thờ. Bác nào quan tâm thì để lại thông tin ở phía dưới bình luận, hoặc gọi vào hotline là 0963 378 563 thì em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này.